Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Authentic. Ở trong video hôm nay thì chúng ta sẽ có ở đây đó chính là một chiếc đồng hồ rất chi là đặc biệt nhá. Về mẫu sản phẩm này thì gần như là lần đầu tiên xuất hiện tại kênh của em Trương. Và với chiếc đồng hồ này thì nó khá là đặc biệt khi mà dòng này là dòng SARC, một trong những dòng mà rất ít xuất hiện trên thị trường. Nếu như mà anh em để ý thì những dòng SARC này thì nó cực kỳ ít xuất hiện, tại vì thứ nhất là nó là một trong những dòng rất chi là ngon để mà nói trong cái tầm giá mà nếu như anh em mua sở hữu ấy thì nó rất là ngon, cho nên là nhu cầu của người tiêu dùng người ta có rất là nhiều đấy, rất là nhiều nhu cầu, nhưng mà về cái nguồn cung ấy thì gần như là khá là ít đấy, cho nên là đây là một trong những chiếc đồng hồ mà các bác phải lưu ý là nó là một trong những chiếc đồng hồ rất ngon. SARC017 tình trạng là nine new nha các bác nhá, và hiện tại em đang gửi đến cho bác phiên bản này chỉ có là 8 triệu đồng, 8 triệu đồng tròn thôi là các bác đã sở hữu được phiên bản này. Và để em liệt kê cho bác xem về cái mức giá anh em bỏ ra 8 triệu để anh em mua một chiếc đồng hồ nine new là như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ có thiết kế ba kim này, một ô lịch ngày, một ô lịch thứ. Ở đây sẽ có là một cái ô Paris hình dải quạt, và đặc biệt hơn thì dòng này nếu như các bác để ý thì nó sẽ có cái mặt đầu thiết kế gần giống như những chiếc SDGC đấy, còn đây là dòng SARC. Và với cái dòng SARC này nó có một cái mặt đeo màu đen rất đẹp, một cái màu đen piano. Ở đây sẽ có là những cái vân trên cái hình giải quạt này rất chi là đẹp nhá. Về chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có là các phần kim cọc là kim cọc rực kẻ vạch. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là Japan phiên bản nhận nội địa, và đầu máy cable được trang bị chiếc đồng hồ này là chính là 6R21. Cho anh em nào chưa biết thì để mà nói 6R21 là một trong những cỗ máy rất cao đến từ thương hiệu của Seiko. Đi đến đầu máy 6R hoặc là 8R hoặc là 9R ấy thì đều 9S ấy thì nó sẽ đều là những cái cỗ máy cực kỳ là cao rồi. Ở đây chúng ta sẽ có là 28.800 tần số dao động này. Độ tích cót của những phiên bản này là 40 tiếng, rồi sẽ có đầy đủ những hỗ trợ công năng đi kèm. Một dòng chữ Seiko 29 trên kính, một cái cỗ máy 6R21 rất cao đúng không ạ? Đặc biệt hơn thì với cái dòng này chúng ta sẽ có là cái chi tiết phần kính được làm với chi tiết cong. Thì với cái mặt kính cong này thì anh em sẽ có cái hiệu ứng tràn viền trên mặt đeo rất chi là đẹp. Phần vỏ này thì được thiết kế là vỏ thép 316L được phay xước, được phay bóng toàn bộ nhá, được phay bóng gần như toàn bộ. Đây cho các bác xem về cái độ mới của phiên bản này, còn cực kỳ là mới này, ở đâu đấy tầm 97 đến 98%. Đó, ở đây sẽ có một cái núm chỉnh logo chữ S nhá. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là phần đáy của chiếc đồng hồ này đều có những cái thông tin như là automatic này, của tay sẽ tần là 53, rồi số serial number Made in Japan bản nhận nội địa. Đó, ở đây sẽ có là hạ 621B và 29 29 nhân kính cho một cái cỗ máy cực kỳ là ngon trong cái phân khúc giá. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có kích thước xe mặt để các bác tham khảo về cái chiếc đồng hồ này, đó chính là 40 mm. Thì với kích thước này thì sẽ phù hợp với cổ tay của anh em đâu đấy tầm trên dưới 16, anh em đeo những phiên bản này khá là hợp lý. Đối với cổ tay của em Trương này, cổ tay 16 đeo cho mình phiên bản Seiko SARC017 này, new này rất chi là đẹp nhá. Và đặc biệt hơn thì với chiếc đồng hồ này nó sẽ có một cái khóa thông minh đến từ thương hiệu Seiko, khóa chống gập gãy dây này. Đó, một cái khóa tình trạng khóa còn cũng rất là mới, cho nên là anh em cứ thoải mái sử dụng. Đặc biệt hơn thì cái dây da này là dây da của hãng các bác nhá. Dây da của hãng, dây da Seiko của hãng và nó rất là mềm. Đó, về thuộc dòng này thì nếu như anh em mua mới hiện tại cũng phải rơi vào đâu đấy tầm 12 cho đến 14 triệu tùy vào từng thời điểm. Đó là hàng mới, hàng order đấy. Còn nếu như mà hàng của hãng thì cũng phải rơi vào đâu đấy tầm gần 20 triệu cho phiên bản này. Rồi, mức giá của phiên bản này nó chính là 8 triệu. Anh em nào quan tâm về mẫu đồng hồ này, các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline nhé, 0969 732 82. Em sẽ người tư vấn trực tiếp nhé. Và em lên video như thế nào thì tình trạng của nó sẽ như thế, tình trạng nine new không hộp. Anh em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những chiếc video tiếp theo.